đi về giữa đường rồi đi tìm khúc cổ mà công nhận nó về nó đá thiệt rồi. Yeah. Đi xe đạp đá mà cho cái đường chọc tôi chưa dám đi xe đạp. Đi xe đạp đá xe xe không ra nhỉ? Yeah. Đi xe đạp đá luôn. Nhưng mà bên nhà không có xe. Xe đạp là phải mua cái xe. Xe đạp mua cái xe này. Đấy bạn mình mua cái xe rồi rồi mấy ngàn á. Cura. Ê cái đó mười mấy triệu đó cha. Thì nó từ lại á. Ồ tôi đạp một khúc. Ông cứ đâu về nó mượn cái xe đạp đạp bên cạnh. Ông đạp khúc một. Lâu quá rồi ông đạp đạp một khúc một. Cũng gần 2 tiếng hồ. Đạp tới Ngũ Hành Sơn rồi. Ngũ Hành Sơn xa chứ. Xa lắm. Xa. Cái ngày hôm sau tôi đạp đạp lên tới lên cái chùa Lữ Ứng của nó. Nhưng mà tôi đạp đạp tới nửa chừng đạp không rồi. Đấy, ghế mà lại ngồi chùa đứng ngưng cục mà đạp quá trời ạ. Vui thiệt ạ. À. Công nhận đó. Hello mọi người, nghe rõ không mọi người? Chào Bảo Ngọc. Bữa nay anh Phượng sắp sửa về Mỹ rồi. Bữa nay hẹn nhau đi uống cà phê ngay tại hồ con rùa, ngay tại hồ con rùa. Đi với lại ổng kêu mình đi chở ông đi cắt tóc mà mình không biết chỗ nào trời. Được rồi. À, chuẩn bị trình diện Mỹ Đế. À bây giờ sẽ có trình diện Mỹ Đế. Mỹ Đế à. Nó nghĩ ra cái trình diện đó. Mỹ Đế. Thằng nào nó nghĩ là tôi nghĩ Mỹ Đế là miền Nam nghĩ là. Mỹ Đế. Mỹ Đế. Tại sao kêu Mỹ Đế vậy? Rồi tôi hỏi anh ở chỗ này. Anh về đây được 2 tháng hơn 2 tháng. 2 tháng đúng rồi, ngày mai là bay hả? Mai tối mai đi. Tối mai đi. Tối mai là coi như bắt Phượng đi rồi khỏi Việt Nam rồi. Thế thì trong 2 tháng trời tôi thấy anh đi chơi không có làm một mẹ đi chơi không đi quá trời đi dữ thì. Không có khi nào mà đi dữ như kia này. Đúng rồi. Mà đi nguyên family luôn á. Anh hồn kia một đoàn mười mấy người đó đi quá trời đi. Thì anh có cảm nhận gì về đi Việt Nam mình? Có nghĩa là gì là anh có thấy cái tình hình xáo trộn hoặc là nói chung là quá cướp giật cái gì nghe nó đồn đùng đùng la đó. Ồ cái gì đó thì đó là cái không mấy ơi. Ý đồ từ đầu đi công nhận cái này đi đã thiệt rồi. Yeah. Đi từ Sapa tức là coi như là đi từ San Sebastian đi từ tỉnh San Sebastian. Oh yeah, đi là bộ đó đi mà bạn đó từ đi 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 cáp là đi bộ. Đi cáp sao đi bộ nổi cũng đi đi cáp không phải hết thôi. Đi cáp rồi đi từ đó đi dọc xuống không có lúc nào mà trong 2 tháng trời mà đi từ trong đi ở trong đất Việt Nam mà đi không biết mấy chuyến máy bay đi quá trời máy bay đi rồi. đi từ đang ở hồ con rùa này, nếu mà mọi người mà biết hồ con rùa thì chạy ra giao lưu chơi rồi uống cà phê cà pháo ok. Đi có 5-6 chuyến máy bay trong Việt Nam không kể từ ở ngoài Mỹ vô. Ở quán cà phê gì đây? Mezum de Café. Văn phòng đoàn thanh niên gì đó. Cái gì đây? Mezum de Café. Ờ rồi ok, phương pháp ha, dùng vui. Rồi thế thôi. Thì kỳ lạ anh đi tôi thấy anh vui quá. Mặc dù lết không nổi, còn đau chân lâu rồi không? Chân đau mà đi biết mà không quen nữa. Nên không không phải giống như mình nói sai mình tập mình không nóng thì ấy sẽ bắt buộc nó lớn hay lớn theo thôi nhưng mà khỏe anh nhưng mà đi như vậy về mình khỏe đúng rồi khỏi vậy đi đã đi cái này đi được mấy chuyến máy bay 5 chuyến máy bay ở Việt Nam 5 chuyến máy bay Việt Nam đi một chuyến xe lửa còn lại đi xe đò. Không, chỉ thích đi xe đò không đi máy bay không ơi. Đi sao? Đi máy bay nó không có ngắm cảnh được. Không phải nhưng mà tại vì nó đông, mà không biết đâu, tại vì nó xa, đông người quá thì chỉ đi vậy, không biết mà nó đi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đi nhiều quá, đi xa quá. Đi một hai người giống như tôi với anh đi là chắc chắn là phải đi xe đò. Đi xe đò biết sao? Rỉ rả, rỉ rả. Ngắm cảnh hai bên đường, coi cho đẹp chỗ kia rồi. Đúng rồi. Còn đi máy bay là có bèo, không thấy gì trơn. Đi máy bay thì đi cho nó tới nơi tới chốn thôi mà. Đi gì đâu mà tôi nói con là bước đầu tiên đi vô Sài Gòn xong cái là một cút đi từ Sài Gòn ra đến Đà Nẵng rồi là một cút từ Đà Nẵng ra đến Hà Nội rồi một cút máy bay á rồi một cút từ Hà Nội vô lại Sài Gòn rồi một cút từ từ từ
Đà Nẵng về Sài Gòn trở lại, rồi một cuộc từ Sài Gòn ra Trung Quốc đi cũng có mấy chuyến, đi tốt, không có lúc nào đi máy bay nhiều đến lúc này quá. Có chưa đầy 2 tháng rồi đi 6-7 chuyến máy bay. Trời ơi, family của anh tới 11 người mà đi ra quá trời là đông. Mà cũng may tới giờ này coi như là không có ai bị gì hết. Đó. Đi đông người chứ mà không có nào bị thương đâu. Không có ai mà ngộ độc thực phẩm đâu. Không có ai ngộ độc. Đó, mọi người nghe chưa? Đi gia đình anh Phượng đi 11 người về Việt Nam. Mà đi quá trời, đi trong 2 tháng trời mà từ nhỏ cho lớn chưa hề bị ngộ độc gì cả nha. Không có thức ăn bẩn rồi ngộ độc thực phẩm rồi quá chất quá chiết gì. Tôi cũng vậy, từ ngày mà về Việt Nam tới giờ mấy tháng trời chẳng có vụ viên thuốc nào hết trơn. Người kỳ cục mà nó khỏe ra, nó kỳ cục vậy. Cái này tôi về đó, hôm qua nói chuyện với con trai nó nói bố nhìn nó khỏe, tại cái trước về ốm quá. Ngày nhìn về thấy có da có thịt. Anh về cái trước ngắn ngày quá. Ngắn ngày quá. Cái này về ok, cái này về tốt. Này tôi về hồi sáng giờ mới hỏi bây giờ anh về nhà rồi tính sao, nói chứ về nhà nghỉ ngơi o bế lại người chắc đủ má tết quốc qua bên này lại được nữa. Tết qua hả? Cái giọng điệu này chắc các bạn trở lại tết qua ở bên nó buồn quá, chùa nó chán quá. Cái điều đó là cái điều mình phải công nhận sự thật, chứ đừng có kiểu ngoài bài bãi bôi rồi nói bị đế bị điếc gì mệt lắm. Mấy anh già mình bây giờ tìm nơi bình yên, và có thể là anh thấy không, chúng ta không còn mất thời gian còn lại chẳng bao lâu nữa, cao lắm là 10 năm nữa là xong, chưa chắc vậy được 10 năm đi được chỗ mà mấy kỳ lắm rồi. Đi tôi kết Đà Nẵng, vợ tôi thì kết Nha Trang. Hai cái thành phố nổi tiếng của Việt Nam mà kết là phải rồi, Đà Nẵng thì nói làm gì nữa. Ông mà được hai vợ chồng mà vậy nó cũng khác nhau nữa. Tôi kết thành Đà Nẵng chẳng. Ừ, dạ, nó nói. Dạ. Dạ, nó mở cười, phải ra chẳng nhiều. Ờ, Nha Trang thì nó đẹp, cái biển á. Không, mà trong cái thằng đó, là cái thằng Nha Trang là nó là thành phố rất sạch. Thành rất đẹp, thành phố là nước sạch sẽ, nhưng mà các cái điều Đà Nẵng nó cũng có mấy bãi biển ra thì đồng ý thôi, rất biển, là đẹp, biển nó rất là giống nhau, nhưng mà điều cái Nha Trang nó làm như là tại vì Nha Trang là dân họ làm du lịch lưu rồi đó, đúng rồi, Đà Nẵng có du lịch đầu tiên năm rồi thì tự ra nó cũng kiểu của nó thấy là ở ngoài nó vui á, ngoài đó tối nó còn làm sinh hoạt cả sinh hoạt cộng đồng tự phát thôi. Em thấy chiều á, nó có những cái tụi học sinh hoặc là đến học trường nhạc rồi đó, nó ra đi biểu diễn, nó không tiền bạc mẹ chứ, cứ ra mày chứ công viên rồi dựng liều dựng rạp lên, nó hát cái đã xong nó cuốn gói đi, nó gọi là cái gì ta, sinh hoạt cộng đồng mà gọi là gì anh nhận đường phố gì đó. Mà Nha Trang luôn đại hàn nhiều lắm luôn. Đúng rồi, đại hàn quá, đại hàn trẻ quận 7 này đại hàn quá trời quá. Không phải đó, đó là đại hàn mà có hai vợ chồng hai đứa con trẻ 3-4 tuổi tôi nói đi ưng tôi la cũng có tôi gọi khách sạn tôi la ưng người ta lúc nào và thằng thì đi ra thằng đi vô lúc nào ban ngày ban đêm lúc nào ưng 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 người ta không nhận được cái Nha Trang vậy, chứ còn cái người ta đi vô nhiều hơn là cái du khách ngoại quốc nhiều hơn là Đà Nẵng thì con phố không có nhiều bằng đa số Trung Quốc. Ừ. Tại vì mình phải nói với cái điều này, có nghĩa là sau khi đại dịch vừa dứt á, thì hầu như là cái ngành du lịch tê liệt. Ừ. Anh thấy không? Nhưng mà khi rồi tôi đi ngay chùa Huế đó, thì anh thấy là khách du lịch nó cũng Trung Quốc nó cũng lũ lượt nó kéo vào nó vào Việt Nam mình. Thì chính nhờ như vậy cho nên cái ngành du lịch Việt Nam mình bắt đầu nó khởi sắc. Nhưng mà giờ càng ngày thì mình Việt Nam mình quảng bá cho Việt Nam mình nó thường quá rồi, mình không có nói gì, nhưng mà bây giờ tôi xuất hiện là mấy anh tràng Tây Ấn Độ nữa, rồi xong rồi Pakistan rồi xong rồi Ấn Độ rồi Ba Lan rồi mà nó lên YouTube nó khen quá trời quá đất luôn anh, nó phải Ấn Độ nhiều quá, cấp này nó xong tự nhiên thật là hầu đó đúng là Ấn Độ đâu, kỳ này Ấn Độ nhiều. Nói như vậy thì anh mới thấy là đất nước mình nó bình yên một cách thành đại biểu của nước này, em tôi cũng làm biếng làm lên đây bởi vì không có vấn đề gì phải nói, đúng không? Nó không có mẹ gì cả để nói cả, còn những cái chuyện mà đi chơi sướng bỏ mẹ hơi xin cầu màu để ý mấy cái chuyện kia rùi bu thế thôi. Nhưng mà mình khổ cái là mình ở bên đó cái mình bù tịch về thông tin bên này, mình phải ở bên này thì mình mới biết được, nếu không còn qua ra mình bù tịch thông tin cho nó bị đó mình cảm thấy mình ức chế,
chứ còn bây giờ bên này rồi mình thấy mẹ sáng cà phê ăn phở, trưa ăn cơm, chiều nhậu lai lai, sướng thấy mẹ luôn, làm gì có chuyện đó. Chà, bên này nó có băng hạt nguyên tại vì nguyên băng nhiều đây đó, thấy đây nè, cho mọi người coi cái khung cảnh của cái thành phố Hồ Chí Minh ngay hồ con rùa. Đây ơi, đây thật lên bên sinh rồi, đầy dãy xe nữa chưa, đây đây đó, hầu như là buổi sáng quán cà phê đầy nhóc, đây đây là khung cảnh quán cà phê tôi ngồi đây, quán cà phê quá trời quá đất luôn, theo đây là ngoài ngoài hiên nha, ở trong nhà nữa, quán cà phê là Madison đó, thấy chưa. Thì nhắc lại ai, ai ở gần hồ con rùa này thì ra chơi đại khái vậy. Ok, đang mưa không qua mưa đường cơn sáng, nói chung là mức anh ơi nó mưa vậy nó mới mát, chứ bình thường ở bình thường nó nóng lắm, khổ khổ vậy chú ta, cứ trước về nóng cụ mà nó nóng mà nóng điên luôn, bây giờ mát lại đỡ thì đó là cái tháng 3 tháng 4 á. Bây giờ thì vô mùa hè thì buổi chiều nào nó cũng mưa, chứ tôi thấy buổi chiều. Thật ra tôi cứ đi đâu, đi buổi sáng à. Đi buổi sáng xong đi về nhà là vừa chừng 2-3 giờ chiều bắt đầu nó mưa rồi. Mà nó không, mà đúng là mưa Sài Gòn mà. Nó mưa nữa, nó mưa lớn thiệt lớn, ngập cả ào vậy rồi nhất. Chứ nó không có mưa dài dặn, được rồi. Thấy không? Nó không có mưa dài dặn. Hết kỳ đi chơi. Nhưng mà anh về anh sẽ tiếc, tự nhiên có quyến lý cái gì đó. Anh bước lên máy bay anh cảm thấy cái chân nó bị điếu lại. Khổ vậy. Sáng bắt đầu rồi tôi tưởng là đến sáng thứ hai tôi mới đi đó, nhưng mà không phải. Tối mai đi. Tối mai đi sớm. Rồi tối mai anh vừa anh ra trời bước khỏi Việt Nam. Đi chuyến này cũng nhận đi đã chứ, đi hết. Khen hết, bác vợ nhà ta khen hết lời. Đi chuyến này đi đã thiệt. Không có. Đã thiệt. Không có hồi nào mà đi dưới cái này đi. Mà ủa, vui ha. Mà không biết đâu mà đi đâu. Đi mà chẳng hạn, nhưng mà đi mà nó có thằng nào bị lương hay là bị này nó phiền hà, nó mất vui cho cái này. Tới trời này là coi như là hoàn thành chuyến đi, đó là không có làm được gì hết. Rất là hay, rất là tốt. Để cái này nó cũng là để cái này nó cũng phản ảnh một cái sự thật hiển nhiên. Tôi thì không nói gì rồi, anh Phượng về dẫn nguyên một cái family 11 người, con cháu đủ thứ trong đó, dâu rể nùm tà la, mà từ 2 tháng trời ngày đi tới ngày về chưa hề bị một cái bệnh, bất cứ một cái bệnh gì nha, từ tiêu chảy cho đến những thức ăn rồi đến các cái đó là một minh chứng rất là hùng hồn, thế thôi, đơn giản. Công nhận là thức ăn, công nhận thức ăn ngon, ngon mà nhưng mà có căn bản là nó không có bị hương không, nó không có bị chột bụng không, đúng rồi, thì vậy là rất là ngon. Mà mấy người kia là mấy người Tây không, chỉ có tôi vợ tôi mới đây mình còn ăn uống, mình đi qua ăn ở Việt Nam thôi, có mấy người kia nó đâu có đủ đó, nó ăn uống thức ăn ở đây bao giờ đâu, đúng rồi, còn ăn uống như vậy mà bù lê ăn bù lê bù càng như vậy mà thức ăn như vậy là coi như là rất là hợp vệ sinh, không có bị cái gì đâu. Rất là tốt. Bên kia có cái bia garden, bên kia có cái bia garden. À, quán bia hả? Bia garden. Rồi chúc mình qua mình làm vài lon. Nghĩa địa gì? Về đây là về Việt Nam đây là hưởng thụ cái không khí nó buồn anh. Tôi bây giờ tôi giờ Mỹ chắc tôi nhớ Sài Gòn chết được, tôi biết do nhớ tiếng xe nè. Ồ, quá mình đi xe đó chứ, đi kêu tối ngày. Nó có cái gì đó mình cảm thấy là cái tiếng xe. Đi ở Việt Nam mà đi xe Honda là đã nhất. Là đã nhất á, tưởng rằng là không có sướng, tôi không phải xe hơi. Mấy nhỏ tôi đó tôi đi không có đi xe hơi đây, ở đây là cái kêu khác đi không có. Nhớ tiếng à, nhớ tiếng cô xe. Nhớ tiếng buổi sáng rồi tất cả mọi người túa ra đường, người thì đi làm nhộn nhịp rồi. Nó nhiều cái mà mình không thể nào mà diễn tả nổi, là nhất là ấy người ta kẹt xe tôi bực, sao tôi kẹt xe tôi quá không được quá ngã mãi ngày nào mà không biết kẹt xe tôi thấy buồn, người ta thấy thiếu cái gì á, quẩn quá rảnh quá biết làm gì, là cầu không cho nó kẹt xe vui lắm, kẹt xe cái mấy xa ngồi sao không thấy hồi trước lý do gì kẹt nhau vô vui lắm kìa. Rồi như bà ngay đổ mưa cái mới là vui hơn nữa, ông nào đấy mà thằng đi là chơi đã đó.
quán lại được cái ngồi lề đường mà rất là vui. Xe đủ loại, ăn lên mình xin rồi xì bo xì biết gì tùm lum tà la, chứ lắm vui. Bên đó thì mua không, nó cũng không mắc lắm, nhưng mà về Việt Nam mà mắc tại bởi vì nó qua với một cái khâu là gọi như là nhập mua chiếc thành 2 thành 3. Có nhiều biết cả tỷ. Tôi thì bây giờ tôi nói nghe đi xe đó cũng được rồi thì mua một cái, nhưng mà xe nhiều khi ta ngã rồi đủ quá, nhiều khi sao dắt lên là đứng lên nổi vừa vừa thôi, 150 là vừa rồi, vừa. Nhưng mà cỡ như tôi mà đi cái xe 150 mà vô tôi cái là khá là nặng rồi đó, nhưng mà tôi đi cũng quen rồi. Rất là vui gặp lại anh Phượng trước khi anh đi về Mỹ, thì hai anh em ngồi nói chuyện tào lao, nói chung là chuyện vui thôi. Còn mà nó có những cái chuyện mà không thể nào nói ở đây được, ví dụ vậy đó, nó có chuyện thì có để có một không gian mà riêng tư để mà nói chuyện cái chuyện là ví dụ những cái chuyện mà của đất nước mình thì chuyện khác, còn bên đây là gặp nhau nói chuyện vui thôi đó, giao lưu thôi, vui thôi. Ok, cũng vậy thôi. Về đến đây là chỗ này là lần nào về đến đây phải ghé đi làm ngồi đi một chút uống đi, làm như hơi đứa mình quen làm với cái chỗ này là thân thuộc quen hả? Đủ ta ra đây là ghé quán này à. Mấy ngày xưa đi tôi đi coi hội thảo bên đó, cái trường đó, cái hồi đó là cái trường dược của nó đó, có cái sát nó bắt một trận nó mong về nhà luôn rồi. Cái sát bắt nó ở nơi đây rất là nhiều kỷ niệm của tụi mình thời xưa. Cái mẹ gì cũng ra đây, hẹn hò đâu cũng ra đây, rồi đi chơi cũng hẹn hò, tại cái điểm này nó dễ nhớ, ai cũng dễ nhớ, để ra hụt mua cho mày rồi xong. Chứ còn mấy cái điểm khác thì là không mấy. Châu Trà giờ này mưa được cơn đá không? Đây đủ ở đây đủ lại tầng lớp già không có đủ thứ trẻ trẻ không? Già bây giờ khoảng có ra đến nữa là chỉ có trẻ trẻ trung bình. Đúng rồi. Học sinh thì hôm nay là chỗ này là chỗ cho mấy học sinh, nó không có ra chỗ này. Học sinh không có, nhưng học mà sinh hôm nay nó đi làm chuyện nó có lẽ là mấy đi làm đồ mấy quận lớn đi đó, làm mấy nhà mấy lớn lớn ôn lại những cái gì đó lại không biết vậy, ở nhà nghỉ ra mà chạy ra đi ngồi nó giống như mà nó dốc thì nó cũng tùy thời điểm, có nghĩa là ở trên nơi đây thì nó có mấy già và rồi thì mới ôn lại những cái chuyện ngày xưa, còn một trẻ bây giờ thì nó không phái chỗ này, nó phái chỗ khác rồi hay vậy. Tôi không có làm gì, tôi ngồi đi, không có đá. Thì tôi nói rồi, về đây không có con mẹ nữa rồi. Chỉ có dắt cái ghế ra ngồi phía trên đường, thấy ông đi qua, bà đi lại là thấy vui rồi. Đúng, nói tại vậy. Với lại anh thấy rõ ràng rồi, ở đây thì từ thức ăn, thức uống, rồi cái sự tiện nghi á. Cái tiện nghi đây là tiện nghi nó quá đà rồi đó. Có nghĩa là bây giờ, tôi nói thiệt anh biết sau này đặt bàn gái gì nào hư hết. Hư hết, biết sao hư không? Tại vì nó không cần phải nấu. Nó hù bên đất bắt cái phone nên nó gọi là từ canh chua cá kho không nhận mẹ gì vô thành nó đâu không cần nấu không nhận và hai năm rồi nên là không có nấu nướng gì, không có nấu nướng gì chứ khổ rồi đó bà, giờ riết là thành cái tự nhiên hư sau này hư hết không biết nấu cơm. Buổi sáng chưa có thức ăn, chưa có thức ăn mà bây giờ rác rồi, rác đưa đồ ăn quá trời quá đất luôn. Anh tôi thấy như hồi tôi ở đà nẵng tôi thấy là trong mày ở trong nhà đó, nhà em đó, tôi thấy chúng là đâu có nấu nướng gì, không có nấu gì hết, cứ việc trong nó mặt bắt phone lên là có ăn ngay. Thằng chồng con vợ đó, con vợ nó cứ kêu biết như vậy mà ăn đó. Không có nói chung là con bắt trước theo nó, còn cái này vui lên, nó còn cái này vui lắm nè, mà cái này Mỹ không bao giờ có được, kể cả cái chuyện rác đồ ăn thì Mỹ cũng không có rồi, tại vì có cái như là mà pizza hoặc là domino hoặc là mấy cái chỗ kia thì chuyện bình thường rồi, Mỹ nó delivery không nói. Còn tất cả những thức ăn khác thì làm gì có Mỹ, là mình có cái gì đều có cái đặc biệt hơn nữa. Cái vụ bắt tiền
Đang tôi uống rượu rất bắn tiền nữa. Bắn chéo 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 chéo. Ê tài khoản mày nhiêu đâu đưa coi coi, đủ mà trả tiền, đủ bắt cục qua kia. Ê nhận rồi, ok vậy. Mỹ làm gì có cái chuyện đó. Theo tôi thấy mấy đứa con của tôi đó. Đứa con tôi đó là hồi là về đây là nó có đưa trên trên cái phone này nó dạ. Muốn ăn cái mẹ gì nó order hay vậy ta. Ồ sao bây giờ tôi cũng chưa biết làm cái đó đâu. Nó order trên thức ăn hay vậy. Ờ nó ở nhà nó order thức ăn hay thiệt. Tôi chỉ khoái khoái cái gì bắn tiền á, rồi bây giờ vui lắm kìa mà lẹ lắm ăn thì... tôi muốn riêu bắn tiền được nữa vui. À quên nữa, cũng thông báo cho mọi người một cái tin này, nó cũng hơi nhà bán gạo mà thì hôm qua nay có cái tin là gạo bắt đầu lên giá gì gạo lên giá bị theo tôi nghĩ là bị ảnh hưởng về cái vấn đề Ukraine với Nga đó, vậy Nga nó phong tỏa cái vụ lương thực, thành ra giờ gạo Việt Nam bệnh răng lên giá, thì nhà bán gạo mà, cho nên vì chỗ đó thành ra biết được cái gì thông báo cho mọi người biết, ok, thí dụ như là ngày xưa lên 15 đồng ký thì bữa nay lên 17, 18 đồng gì đó, đại khái là vậy, mình biết vậy thôi, ok. Chiều hôm qua thì con bé hai nhỏ con gái trong nhà thì nó báo cáo mặt mẹ ơi được gạo bắt đầu lên giá thế thôi. Mấy vựa gạo mấy như chủ vựa gạo là hết chút tiền á. Rồi đại khái không biết được cái chuyện đó. Mình không quan tâm nữa có điều không? Rõ ràng ở đây thì mình phải nói là ở Việt Nam mình đúng là bọn trẻ thì không nói, nhưng mà người bọn già như mình về đây mình cảm thấy rất là thú vị, đúng không? Được đi đây đi đó, được hưởng thụ, được ngồi nhàn rỗi, rồi có những anh nghĩ là ở khung cảnh như vậy làm gì Mỹ mà sáng sáng ngồi tụ tập vậy, mẹ nó đi làm mẹ hết ráo rồi thằng nào thấy rồi đúng điều lắm, lỡ thằng nó không có cái tính cách xã hội, nó không có tính cách xã hội. Tôi thấy là những tôi không biết soạn tôi đà nẵng đó cơ, họ có ở đó coi như là hai lần mỗi lần cũng tuần thôi, nhưng mà thấy có phố thôi là tôi tính nói chuyện tất cả mọi người á. À đi buổi sáng uống cái cà phê nói chuyện bán người mượn được xe đạp chạy một đứa có cái nhà bên cạnh họ có hai cái xe đạp. Buổi sáng chắc đi sớm lại người dân thì nó buổi dân là nắng là sáng 4 giờ sáng là nó đi tập thể dục rồi. Các ông cũng bộ đội ngày xưa sáng ông đi tập thể dục xong ông đạp xe đạp bố xong rồi tôi về buổi trưa đến sáng sáng thì 7-8 giờ đó tôi mượn cái xe đạp đó kỳ tới tôi biểu mua rồi nhờ cô em tôi mua cho tôi cái xe đạp để đó tôi về tôi có cái xe đạp tôi thích xe đạp đi xe đạp thích đi xe đạp đi xe ông ra xe máy thế à. Thì tôi chưa đi xe đạp tôi chưa biết, nhưng mà chắc đi xe đạp cũng thú lắm ạ. À, đi xe đạp nó có phải nó không biết tại sao không phải đội nón, không phải đi giày đi xe đạp mà đúng không? Xe đạp không có đội đó hả? Không có đội xe đạp không đi đúng không? Mấy thằng mà đi xe cure mấy thằng đi là mấy đội đó phải không? Cái kiểu của nó như vậy, cái bộ của nó như vậy, xe đạp đi xe máy là cứ cần đội nón. Chứ còn xe đạp là tự do, con xe nón có mày ô là cứ đem ông cuốn. Vậy là phải mua một chiếc rồi. Đi xe đạp đã. Dạ. Đi xe đạp tôi đã mình thấy đi xe đạp, không thấy đi xe đạp quá đã. Tôi mà đi xe đạp ở vùng biển thì ok, mà xe đạp thành phố Hồ Chí Minh thì nó đụng cái bè luôn. Quá ngay luôn kìa nữa. Quá ngay luôn ở đó, được quá khổ. Đây đi xe đạp, đây đông quá. Tại buổi sáng ví dụ ở Nha Trang, Đà Nẵng, ở vòng vòng dọc rồi có máy biển, nó có cái con đường thì mình chạy ok. Với cái là không biết đâu, cái đồng mình ở đây, tại vì Sài Gòn mình ít xe đạp, tôi thấy như hồi tuổi 30 ruột cũng vậy nhá. Sáng ta làm cốt đạp xe đạp rắc đường nó phóng bắt đường đó. Tạm 30 thôi đó. Rồi cái tôi đi đến đâu cũng thấy người ta đạp xe đạp rất là nhiều. Nhất là buổi sáng mà. Hình như tôi với anh ngồi ở đâu mà thơm giữa á, cái bông này muốn gì đó. Hoa lại. Ở sau lưng ta là một vườn bông lài hay là cái gì đó không biết mà thơm quá. Thôi ok thì tạm biệt mọi người nha, chỉ là giao lưu một bữa nay anh Phượng anh về để uống cà phê, ngày mai anh ra đi rồi thì họp mặt ở đây uống cà phê, có cái gì thì ăn uống lai rai thì để mà gặp mặt ở Việt Nam mình lần cuối, sáng tối mai là anh đi rồi thôi. Tất cả mọi người bye bye tất cả mọi người nha, rồi tôi kết thúc cái live này hôm nay nha.